gói xào thịt bên đây sốt nhân đó, ăn đi. Con nấu ăn thổi. Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh làm bữa cơm chưa đơn giản cô chú anh chị. Linh mua thịt về Linh kho tiêu nè. Kho tiêu Linh ăn với trái cây cô chú anh chị. Linh ăn cơm với dưa hấu với xoài. Sáng Linh mua xoài với dưa hấu nè. Về ăn cơm với thịt kho đơn giản vậy. Giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Tiên Linh ăn sẽ ăn một miếng dưa heo. Dưa heo ngon. Linh kho sạch sạch nước rồi cô chú anh chị. Linh ăn với dưa hấu với xoài. Dưa hấu Linh bỏ vô tủ lạnh nó ăn mát lạnh. Ăn cơm với xoài với dưa hấu là ngon lắm. Lâu rồi Linh không có mua trái cây dạng cơm với ăn mua trái cây dạng cơm. Xoài lúc này mắc. Xoài lúc này có giá. Ngay mùa hả vậy? Còn dưa hấu lúc nào cũng có. Quanh năm. Để
mua xài cát vào lọc á, nó ngọt. Gần Tết Linh mua thử hộp dưa hấu về chồng thử. Giờ tháng 8 rồi, gần hết tháng 8 rồi, ở tháng 10 là trồng dưa hấu được. Hôm nay mua về trồng thử em được không? Xài ngọt thanh thơm. Ăn dưa hấu vô cũng nó mát. Ăn với dưa heo nữa. Dưa heo khô á, mềm mềm dẻo dẻo ăn ngon. Bên mua cục thịt này nó ít mỡ. Thịt với da nó muốn dính à, với nhau luôn, có một lớp mỡ mỏng. Linh không thích ăn mỡ nên Linh không mua mỡ nhiều. Cơm miếng trái cây ngon. Xài này xài cắt và lọc đó, ngọt lắm chứ anh chị. Cái xài này còn sống là ăn chua, chua là chua dữ luôn á, mà cái chín là ăn ngọt lắm. Video Linh đang chia sẻ bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại. Cô chú anh chị xem video của Linh á, thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh và cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt.